Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc về các bạn về cái RV của mình trong video trước đó. Hôm trước thì mình hình như là chưa nói đến kích thước rồi là vấn đề các thắc mắc về cái một vì các bạn bình luận một số thắc mắc về cái RV của mình thì mình sẽ giải đáp luôn. Thì cái RV này thì mình làm theo cái khuôn đất của mình trước nhà nhé. Với cái khuôn đất này mình có là chiều dài tầm bốn mét mấy hay là mấy, để mình đo lại nhé, mình quên mất, mình đo cho các bạn xem luôn nhé. Cái trước lồng thì hôm trước là đo được, là để mình đo xem cái khuôn đất mình là mấy thì mình không nhớ ấy. Lâu rồi. 2m40 này đấy, 2m40 nhá, chiều rộng 2m40, chiều dài là, để mình đo xem thế nào. Chiều dài là bao nhiêu để mình đo xem nha. Mình khó đo quá, chắc một người đo không nổi. Đây, 4m rưỡi, thấy không? Chiều dài là 4m rưỡi, cũng rất là rộng. Về cái lưới thì quét chiều cao nhá. Chiều cao lồng thì mình đo xem thế nào. Ôi trời, khó đo quá. Chiều cao lồng thì 1m90, 1m90, gần 2m. Đó là chiều cao của cái RV của mình. Và RV của mình thì làm không có mái, mình làm tự nhiên luôn. Ở phía bên dưới này có một cái tán oxy này, ở dưới có tán oxy cho nên mình không muốn làm một cái mái nữa. Cái sắt này thì mình mua loại sắt 1 ly 1 phân rưỡi, vuông 1 phân rưỡi nhé các bạn. Với cái lồng kích thước lớn như này, 1 phân rưỡi thì nó quá hơi nhỏ, rất là yếu. Nhưng mà được cái là mình mua loại sắt này, sắt loại ly tư cùng dày. Nếu các bạn làm thì tùy theo cái diện tích của đất của nhà mình thôi, chứ mình cũng không biết được là các bạn là thế nào. Thì đây là khuôn đất của mình, là nó có chiều dài hơn 4m, với chiều rộng là cũng hơn 2m, cho nên là vừa cái diện tích trước sân của nhà mình luôn đấy. Thì làm thì có tùy các bạn thôi, tùy số tiền của các bạn rồi cái diện tích nữa đó. Thì bây giờ mình sẽ quay bên trong lại cho các bạn xem nhé. Sáng ra cho chim ăn, sâu. Đó, sâu chim. Các bạn thấy đây là cái bể nước của mình này. Hôm trước thì ở mình học chút rồi, mình quay lại gần cho các bạn xem. Và số chim trong AV của mình hiện tại cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà cây cối mình phải mới bỏ thêm cho nó đầu này, vì chim giờ một cây mình trắng nước cây còn ít quá, mình phải bỏ thêm. Cái cây AV này thì mình đóng khung hùng khung lồng ở ngoài đấy, rồi mình đưa vào, mình đặt ở cái khu vực này, mình đo kích thước rồi mình làm trước, mình khiêng đưa vào đây rồi mình mới răng lưới đó. Đấy, đây là những cái cỏ này là mình lấy từ rừng về trồng nhá. Nếu mà ở thành phố ở dưới thì chắc là thứ này không có đâu. Cái loại là nó sống rất dai, chịu được mọi thời tiết rất là tốt. Có những đợt nặng hạn hán nhưng mà nó phát triển cũng bình thường so với các cây khác, mà nó cũng rất là đẹp nhé, cây bụi đẹp. Đây là cái bể nước của mình này. Hôm trước thì mình nó làm một cái máy bơm trong này, nó bơm tuần hoàn đấy, làm cái các ô đá đá cho nó cũng đẹp thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình không bơm nước,
Bởi vì nó rất là tốn điện, chứ khi có những có ngày gì đó thì mình mới mở nước cho nó chạy. Cái bể nước này này, à, mà nó nước nó cũng rất là bẩn tại không được làm sạch. Đi ra ngoài đi. Mình quay này, bên trong này này, thấy không? Bên trong này là mình đặt máy bơm ngầm trong này nhá, bơm mini của cái bể cá cảnh nhá. Đấy, nó bơm bơm tuần hoàn này, cái máy bơm này, bơm vào đây này, rồi nó chạy theo đây xuống. Nếu mà các bạn nếu mà làm cái AV lớn hơn thì các bạn nên xây dựng các cái thác đá này cao hơn này, để cho nước nó nước mà nó dồi thì cao, với trình cao thì nó đẹp, nhìn có nước chảy róc rách rất đẹp. Còn mình đặt hơi thấp này cho nên là nước chảy ra rì rích nhưng mà không không được đẹp. Ngoài của anh đang quay giờ có lên phát rồi rồi nhá. Hôm trước thì trồng cũng cái rất nhiều nhưng mà có con vẹt này, con vẹt này. Con vẹt nó nuôi trong nó phá, có cây gì nó ăn nó phá này, trọt hết cây này. Là cái nhiều cây không còn cái ngọn, cái cây ăn cho trọt hết. Đi ra đi. Bây giờ vào đây làm lòn chim nó bay tan lòn hết rồi. Trong này thì chỉ có những con mà chim mà lớn, chim mà mình nuôi từ nhỏ thì nó rất giản, như con bồ câu, chim rừng xanh, chim cút xanh á, là con chích chuối lửa, con vẹt, đó là những con mình nuôi từ nhỏ nên nó giản, làm chim sợ. Với cái chi phí cái lồng này thì là mình là mất 3 triệu nha. Giá chẳng 3 triệu chưa tinh công. Đó, mới có tiền sắt 700. Tiền công sắt á, còn cái tiền lưới thì mất triệu hơn 2 triệu. Tức là mất hơn 2 cuộn á, cứ một cuộn lưới này là mình mua mất 700 này, mà 3 gần 2 2 cuộn rưỡi vậy đó. Là mất 2 triệu đi. Với cái công sắt là mất 700. Này. Con đi ăn đây. Đây đi con đi ăn. Chim. Cũng không biết có gì coi nếu mà trang trí một cái ô chuồng này mình tự mình tìm hiểu. Thứ nhất là cái nơi cho chim tắm này, làm cái thác đá. Đó mình vừa làm cũng vừa làm cho chim tắm, vừa làm để cho mình ngắm cái cảnh thiên nhiên hòa hợp đẹp đẹp thôi. Nó có kiểu là gọi là phong thủy á. Vịt ăn được không? Ăn được. Gần bay lung tung. Trong này thì chỉ có mà con chim yến phùng này, rồi là trầm mào. Đấy. Còn chưa được đa dạng chim. Nói chung là cái lưới này này nó cũng hơi lớn, nuôi mà chim nhỏ hơn thì nó có thể lọt ra. Với cái chim mà chuột đấy, chuột nó vào nó ăn chim rất là nhiều này, do cái nó lọt đấy, cái loài chuột to bằng cân dao nó vào hết. Hôm trước thì có mấy con chim yến phùng nó ăn mất 5-6 con này, mua mất 10 con mà nó ăn còn có 2 con này. Thấy chưa, tổn hại rất nhiều, mất cả triệu bạc cái chim này. Đi đi ra đi ra. Ra hết ra. Ngon ra luôn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây nhá. Có gì thắc mắc thì các bạn bình luận ở bên dưới. Do giọng miền Trung nói các bạn khó nghe nhưng mà mình sẽ có cái phần mô tả phần dịch để chữ bụng. Đấy, có gì thắc mắc cái gì thì mình viết ở dưới miêu tả các bạn nhớ đọc nhá. Tại vì giọng miền Trung thì nói nó hơi khó nghe một chút. Mọi người thông cảm và nhớ đăng ký kênh cho mình nhé, ủng hộ cho mình. Ok, đăng ký. Đăng ký. Đó, các bạn mình nhé. Chào mọi người nhé.